Xin chào quý anh chị quay trở lại với Mr. Anh Bất Động Sản. Và tiếp tục là series khám phá các phân khu của Vinshop 2 vào ban đêm. Và ở video này, Hoàng sẽ mời anh chị chúng ta cùng khám phá thực tế là phân khu San Hô. Buổi tối hiện nay có bao nhiêu căn đã sáng đèn và có bao nhiêu căn đã về ở. Xin mời chị và các bạn chúng ta cùng khám phá. Hiện tại Hoàng đang có mặt tại đường Đại Dương. Ở phía bên phải này, đó là cái dãy shop house của Mega Complex, chuẩn bị đưa vào khai thác kinh doanh, tức là có rất nhiều shop sẽ cho thuê miễn phí trong thời gian đầu. Và trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều các cái chủ kinh doanh đã về đây thuê rồi. Hiện nay thì ở bên trái đây anh chị có thể thấy được các cái shop house mặt đường Đại Dương này của San Hô thì gần như là vẫn chưa về kinh doanh khai thác anh chị nhé. Cái đường Đại Dương này thì rất là rộng rồi. Đây bên trái đây có văn phòng của Queenland Group. Mơ quán á, gà tươi Mạnh Hoạch. Hoàng chưa ăn thử cái quán này, không biết là như thế nào. Chắc là hôm tới Hoàng sẽ sắp xếp ra để trải nghiệm review cho anh chị biết là liệu quán gà ấy có ngon không. Văn phòng thứ ba của Nova Sky, nhưng mà chỉ hoạt động ban ngày thôi. Ở vị trí này anh chị sẽ thấy được là các cái quỹ đất sẽ phát triển 15 tòa chung cư xung quanh hồ tạo sóng mà chủ tịch Vinhome đã bán cho Masterise rồi nhé. Hoàng sẽ đi một vòng trước anh chị nhé. Chúng ta sẽ đi một vòng trước, sau đó thì Hoàng sẽ khám phá các cái trục shop house chính và khám phá một số các cái dãy liền kề mà nhiều anh chị đã về ở nhất, để anh chị có thể có được cái góc nhìn thực tế. Ở bên trái này chắc là rất nhiều anh chị và các bạn có thể nhận ra, đó chính là một quán bia rất là nổi tiếng từ trên Vinhomes đã mở ở đây cơ sở. Đó chính là quán Thuy Béo Năm. Quán này thì hiện nay anh thấy là các buổi chiều cũng tương đối đông, có thể nói là tiên phong trong việc mà kinh doanh nhà hàng bia tại Vinhomes 2 này. Nói chung là buổi tối ở khu San Hô này cũng khá là yên nắng. Ở bên trái đây cũng là một căn góc nhìn đối diện với khoảng đối diện với hồ tạo sóng, rất là đắc địa. Thực sự nếu như anh chị cư dân mà sử dụng các ô tô điện của VinFast ấy, về Vinhomes 2 này ở ấy, rất là thuận tiện. Rất nhiều cái trạm sạc này. Đó. So với ban ngày thì có lẽ là ban tối phân khu San Hô nó có cái sự yên nắng và gọi là bình lặng so với ban ngày. Nếu như các cái tháng mùa hè ấy, anh chị mà đi qua các con đường xung quanh cái hồ tạo sóng rồi quay Bắc này thì tắc đường xảy ra thường xuyên anh chị ạ. Có một buổi chiều hành đếm là đâu đó có những buổi cao điểm đến khoảng gần 1.000 cái ô tô ở các địa phương về đây để vui chơi. Thực sự đó là một cái sức hút rất là tuyệt vời. Và phải nói với chị là rất ít dự án, và có lẽ là không có một chủ tư nào ngoài Vinhome có thể làm những điều tương tự như Vinhome đã làm được tại cái hồ tạo sóng rồi quay Bắc này. Ở bên trái đối diện với cổng hồ tạo sóng, đó là cái quỹ đất thương mại dịch vụ Mega Complex. Chủ tư Vinhome đang hoàn thiện cùng các nhà thầu, đang có tiến độ rất là tốt. Thực sự ngoài chia sẻ với chị là ở góc độ cá nhân ấy, thì anh mong muốn là gì? Cái quỹ đất đó thì nên để lại dành cho công viên hoặc quảng trường đối diện thì nó tuyệt vời hơn. Tất nhiên ở góc độ kinh tế thì chủ tư cũng sẽ phải tính toán. Thì Hoàng không có comment thêm gì nữa. Trước khi đi vào các cái dãy shop house ấy, thì Hoàng sẽ chúng ta cùng trải nghiệm một vòng xung quanh cái hồ tạo sóng này. Và chia sẻ với anh chị là gì? Những cái quỹ đất chung cư của Masterise sẽ phát triển 15 tòa có vị trí rất là đắc địa anh chị ạ. Nó view trọn vẹn cái hồ tạo sóng 18 hecta này. Và nhìn trên mật độ mặt bằng ấy, anh chị có thể thấy được là cái mật độ xây dựng của các cái tòa chung cư trong tương lai này thực sự rất là thoáng. Và Hoàng nghĩ là gì? Chắc chắn chủ tư Masterise sẽ phát triển các cái tòa căn hộ này rất là cao cấp. Và đương nhiên rồi ạ, hôm trước Hoàng có một anh chị hỏi là cái giá bán chung cư dự kiến đây là bao nhiêu tiền một mét. Thực tế thì anh không có thể có một cái con số trong câu chuyện tương lai được, đúng không? Cái này nó phụ thuộc vào cái định giá của chủ tư Masterise khi mà phát triển. Tuy nhiên thì mà anh cũng khẳng định với chị là chắc chắn là sẽ là chung cư cao cấp và giá cũng không hề rẻ đâu anh chị ạ. Đấy, một lời khẳng định từ
từ cái kinh nghiệm cá nhân của anh. Buổi tối thì công viên Royal Park này thì tương đối lung linh. Tuy nhiên thì hiện nay đã bước vào mùa thu rồi, nên là khá là vắng ấy chị ạ. Còn nếu như các cái tháng mùa hè ấy, cách đấy khoảng 2-3 tháng ấy, thì buổi tối đấy cũng rất là đông đúc. Hiện nay thì nếu như chị mà đi từ Vinhomes Park 1 hoặc các khu vực khác ấy, thì đã có những tuyến xe buýt điện chạy xuống đây rồi. Thật sự rất là thuận lợi. Không biết anh chị có thích cái hồ tạo sóng Royal Park này không? Ở góc độ là anh chị cư dân ấy, anh chị có thể comment ở bên dưới để Hoàng Anh cũng như anh chị các bạn có thể biết được cái ý kiến cá nhân của anh chị. Vì sao? Vì có một số anh chị cư dân có chia sẻ với anh là gì? Anh chị mong muốn có một cái công viên rồi một cái hồ lớn để anh chị có thể là đi dạo bộ vào cuối buổi chiều, chứ không phải là một cái tiện ích lớn để có thể thu phí vào như hiện tại. Đây là một quan điểm cá nhân của một anh chị cư dân chia sẻ với Hoàng Anh. Ở góc độ cá nhân thì Hoàng nghĩ là gì ạ? Thực ra cái gì nó có hai mặt của nó, đúng không ạ? Hồ tạo sóng cũng rất là mới lạ, cũng rất là hiện đại và cũng thu hút được rất nhiều các khách tham quan đến vui chơi giải trí. Tuy nhiên thì đúng là ở phần nào đó ấy, góc độ các anh chị mà cư dân của Vinhomes Park 2 ấy, thì đúng là nó cũng sẽ có một phần nào đó hạn chế. Và bây giờ chúng ta sẽ đi theo trục này, một trong những trục shop house phải nói với chị là rất là đắc địa. Đó là trục San Hô 19. San Hô 19 là một trong hai trục cùng với San Hô 4 ấy, nó sẽ thông ra hồ tạo sóng và 15 tòa chung cư thông đến tận là đại lộ San Hô. Đó, anh chị có thể thấy. Và chia sẻ với chị là cái vị trí của cái quán bia Thùy Béo nằm này phải nói với chị rất đắc địa. Anh chị đoán là cái này hiện nay giá chuyển nhượng giao dịch khoảng bao tiền? Hoàng đã có khách hàng trả đến 33 tỷ mà chủ nhà không bán đấy chị nhé. Con số rất là bất ngờ. Chủ nhà đã thời điểm đó đã đòi đến 36 tỷ. Một số có lẽ nhiều chị sẽ hơi giật mình. Tuy nhiên thì nói về vị trí nó thì chắc chắn rất là đắc địa. San Hô 19 này thì hiện nay có một số văn phòng bất động sản này, nội thất này, siêu thị này, tiện ích này, quầy thuốc này, spa này. Đầu đó khoảng độ chục văn phòng anh chị nhé. Nói chung là nếu mà so với Trà Là thì so với Sao Biển thì San Hô cũng tương đối vắng. Theo anh chị là lý do vắng là gì ạ? Anh chị các bạn có thể comment bên dưới. Còn theo cá nhân bản thân Hoàng Anh ấy, thì anh nghĩ là gì? Vì chủ yếu là cái thời gian vừa qua, cái chương trình ăn vui ấy, 500 căn đầu tiên ấy, thì có nhiều anh chị ở Sao Biển và Trà Là hoàn thiện ấy. Do đó thì hiện nay thì sáng đèn ở Trà Là và Sao Biển rất là nhiều. Còn lại thì rất nhiều anh chị chủ các căn shop house ở đấy ấy, trong chương trình đó thì hoặc là không kịp hoặc là không muốn tham gia, nên là hiện nay là vẫn còn để thô, do đó thì rất là vắng. Cái trục đại lộ San Hô này thì hầu hết các cái shop house hai mặt tiền ở mặt đường này chị nhé. Mà chia sẻ với chị là vẫn còn chưa bán đâu ạ. Tất nhiên là quỹ này chắc chắn là thuộc quỹ bán buôn cho Masterai rồi, chứ không còn là quỹ của Vinhome nữa. Tuy nhiên anh chị có thể thấy được là hầu hết tất cả những cái shop house hai mặt tiền này đều vẫn chưa bán lẻ đến khách hàng lẻ. Buổi tối thực sự chia sẻ với chị là rất là lung linh. Nếu như mà anh chị mà đến đây năm ngoái và chị đến đây hàng ngày, anh chị sẽ thấy được là sự thay đổi của nó rất là tuyệt vời. Tất nhiên anh chị đừng có so sánh một dự án lớn như thế này đâu đó với được bàn giao được chưa đến một năm. Nó đã khác rất nhiều so với các dự án khác rồi. Nhưng bản thân Hoàng Anh gắn bó với dự án này từ lúc nó là cánh đồng mênh mông ấy, xuống hàng ngày đưa cho anh chị khách hàng xuống tham quan trải nghiệm. Và bây giờ Hoàng Anh trực tiếp xuống sinh sống ở đây thì Hoàng Anh chia sẻ với chị là gì? Là dự án đã thay đổi rất là nhiều. Và Hoàng Anh nghĩ là gì? Thời gian tới ấy, thì sẽ có rất nhiều thay đổi lớn nữa khi mà các đại tiện ích đi vào. Cuối tháng 12 này là các cái shop house rất nhiều thương hiệu lớn ở khu Grand World Hà Nội, phần khu Germany sẽ về khai thác kinh doanh. Và đây là dãy San Hô 4 ạ. Có một quán cà phê ở góc. Có lẽ là thực tế là nếu như bán ngày ấy, thì các cái dãy San Hô 4 này, San Hô 19 này của phần khu San Hô ấy sẽ sôi động hơn rất nhiều anh chị ạ.
vì đây là tập trung rất nhiều văn phòng bất động sản, do đó thì chỉ có hoạt động ban ngày là xíu thôi, ban đêm này thì rất là vắng. Dãy Sa Nô 4 này Hoành đếm sơ bộ qua cũng đâu đó khoảng độ hơn chục shop house, hơn chục văn phòng. Ở đây có Panda Mart này, siêu thị tiện ích này, biển hồ cà phê này. Dãy Sa Nô 4 này bản thân Hoành đánh giá rất là cao anh chị nhé. Vì sao ạ? Vì tiềm năng của nó trong tương lai thực sự rất là lớn. Nó là trục thông ra 15 tòa chung cư và hồ tạo sóng. Thì trong những tháng mùa hè và sau khi mà chung cư về bàn giao ấy, thì cái tiềm năng khai thác kinh doanh ở những căn Sa Nô 4 này và Sa Nô 19 ấy, nó rất là lớn. Khi mà khai thác kinh doanh tốt, dòng tiền cho thuê tốt, thì lúc đó ấy, thì anh chị mới hy vọng được là mình đầu tư shop house 5 tỷ, 10 tỷ 2, 3, 5 năm sau nó mới tăng được lên 10, 20, 30 tỷ được. Hoành sẽ cùng anh chị chúng ta thử khám phá một dãy liền kề ở bên trong nhé. San Hô 6 ạ. À, phân khu San Hô là phân khu có quy mô rất lớn, 39 hectare anh chị nhé, gồm 2.168 căn thấp tầng. Ở đây Hoành thấy là cũng có đâu đó khoảng độ gần chục cái ô tô này. Chắc chắn là những cái căn này hoàn thiện trong chương trình An Vui 500 căn thời gian vừa qua này. Khoảng hơn chục căn về ở anh chị ạ, San Hô 6. Ở đây có homestay này. Homestay này thì mình nghĩ là những tháng mùa hè sẽ kinh doanh tương đối tốt. Biển hồ homestay này. À, dãy này sẽ tập trung tương đối nhiều homestay. À, chia sẻ thêm với một chút với các anh chị mà chưa tìm hiểu cái dự án này thời điểm năm ngoái ấy, thì phân khu San Hô là một trong những phân khu mà có cái nền giá bán đầu tiên khá là cao. Nó chỉ thua Ngọc Trai và Kinh Đô Ánh Sáng thôi anh chị ạ. Và cái mức giá chênh của tháng 5 2022 vừa qua ấy, thì San Hô cũng là những phân khu có mức giá chênh rất là cao. Do đó khi anh chị tìm hiểu thời điểm này ấy, các căn mà có cắt lỗ ấy, thì chị có thể thấy là dù cắt lỗ tương đối nhiều nhưng mà giá cũng vẫn còn cao. Đây là dãy San Hô 7 anh chị ạ. Một trong những dãy có đường rất là lớn 20m. San Hô 7 này Hoành thấy là cũng tương đối vắng. Một hai văn phòng bất động sản. Quán cà phê. Có lẽ là tỷ lệ này thấp hơn Chà La và Sao Biển tương đối nhiều anh chị ạ. Nếu như có một cái so sánh ấy, thì vào các tháng mùa hè ban ngày ấy, thì San Hô sẽ là phân khu sôi động nhất. Ở đây có một số cửa hàng thực phẩm này. San Hô 7 cũng chưa đến chục văn phòng và cửa hàng kinh doanh anh chị ạ. Anh sẽ đi sâu một chút nhé, ở gần với cái khu shop house Mega Complex này, đối diện với cổng của hồ tạo sóng này. Hoàn toàn những cái dãy này không có căn nào về ở anh chị ạ. Căn shop house này, ở shop house là các căn song lập này thì rất là hiếm tại phân khu San Hô này chị ạ. Số lượng rất là hiếm, không có nhiều. Chủ yếu là liền kề và shop house. San Hô 9 này. Tiến độ của shop house Mega Complex này cũng tương đối tốt. San Hô 10 này. Gần như toàn bộ cả dãy không có một căn nào ấy chị ạ. San Hô 11 này. San Hô 11 có căn nào không? Cũng không có anh chị ạ. À, có một căn. Anh thấy một ô tô rồi. Một căn bên trái này. Văn phòng của ban chỉ huy.
Wow, có một căn bên phải này, hai căn này, ba căn. Dãy săn 21 này cũng được 3 căn đã về. Có một thực tế mà anh chia sẻ với anh chị là gì ạ? Có rất nhiều anh chị có cái nhìn rất là tiêu cực về cái dự án này. Không biết là có lẽ là nhiều anh chị hay không nói là các anh chị đã đầu tư vào đây nhá. Vì sao ạ? Vì đầu tư thì mình có được có mất đâu ạ. Không phải lúc nào cũng đều được cả. Khi mà thị trường đi xuống mình phải chấp nhận điều đó. Tuy nhiên thì có rất nhiều anh chị khác chưa tìm hiểu dự án này và thậm chí là chưa bao giờ đến dự án, có một cái nhìn rất là tiêu cực về dự án này. Nhưng mà anh có một lời nhắn nhủ với các anh chị và cô chú có nhu cầu tìm hiểu để đầu tư hoặc để ở tham khảo ấy, là anh chị cô chú nên đến tận nơi đây tìm hiểu để xem giá bán như thế nào, giá bán hiện nay so với giá năm ngoái giảm như thế nào, tiện ích ở đây ra sao và cái tiềm năng trong tương lai như thế nào. Đấy là những điều mà anh chia sẻ rất là thẳng thắn với anh chị là gì? Là mình tìm hiểu đầu tư ấy, mình phải có cái trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình. Mình không thể đổ lỗi cho vì các bạn sale hay các bạn khác được. Cái đó là nó là cái điều đương nhiên khi mà chúng ta đầu tư đúng không ạ? Ở đây là dãy sàn hôm 13 anh chị ạ. Những cái căn song lập đấy phải nói vị trí rất đắc địa. Và hiện nay những căn song lập đấy thì anh chị không có tìm được giá cắt lỗ đâu ạ. Các chủ nhà đấy nếu có bán rất là hiếm và bán đều bán cao hơn giá mua thôi. Đó là một cái thực tế rất là khác biệt trong cùng phân khu san hô. Mà những căn liền kề ở bên trong đang bán cắt lỗ đúng không ạ? Cắt lỗ từ khoảng 15-20%, thậm chí có những căn đến 25% giá gốc. Tuy nhiên những căn song lập của san hô 13 thì không có đâu anh chị ạ. Bán cao hơn cả giá mua vào năm ngoái. Đó là một cái minh chứng, một cái câu trả lời cho một cái anh chị khi mà đầu tư bất động sản ấy, anh chị phải quan tâm đến là cùng là một dự án thì mình đầu tư ở phân khu nào, vị trí căn nào ấy, nó cũng quyết định rất là nhiều anh chị ạ. Dãy này có mấy căn rất là đẹp, anh thấy là những căn góc này hoàn thiện rất là tuyệt vời, góc xẻ khè này. 1 2 3 4 5 căn đã về rồi. Dãy san hô 15 này có một cái view rất là đắc địa anh chị ạ. Nó view ra chính diện cái biểu tượng thần ánh sáng của quảng trường kinh đô ánh sáng. Rất là chill luôn. Đó, không biết là anh chị nhìn trên video anh chị có thấy không? Có ánh đèn lấp lánh đấy ạ. Vào những buổi chiều hoàng hôn ấy, cái view này cũng khá là đẹp. Dãy này đồ đó được khoảng độ 6-7 căn hoàn thiện về rồi. Tại sao anh chia sẻ đến anh chị những cái video như này? Vì bản thân anh nghĩ là gì? Ở thời điểm hiện tại, thị trường hiện tại này, anh chị nên có một cái nhìn thực tế. Và mình nên căn cứ vào những cái giá trị thực của bất động sản. Tức là bất động sản, nếu mình mua để ở thì nó có ở được hay không? Và nếu như mua để đầu tư kinh doanh thì nó có tiềm năng khai thác kinh doanh, giá cho thuê là bao nhiêu? Thì anh chị nên có một cái nhìn thực tế để mình có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất. Còn tất nhiên câu chuyện là anh chị thấy có tiềm năng thì anh chị đầu tư, mà anh chị không thấy tiềm năng thì anh chị chọn lựa chọn sản phẩm dự án khác. Đó là chuyện hết sức bình thường trong cái thị trường bất động sản. Tuy nhiên thì bản thân anh gắn bó dự án này từ đầu và hiện nay Hoàng đang là cư dân của Trà Lạ ấy, thì Hoàng thấy là thực sự là mỗi ngày dự án nó đẹp hơn rất là nhiều. Và thực sự Hoàng cũng rất là khâm phục các anh chị cư dân tiên phong về ở với video số 2 này. Không chỉ là những anh chị trẻ tuổi đâu nhé, Hoàng đã thấy có một số căn hoàn thiện rất là tỉ mỉ đã về ở đây rồi. Thì chắc chắn là các anh chị đó có một cái niềm tin rất là lớn vào chủ tư Vinhome và niềm tin vào dự án này. Và chắc chắn rồi, một cái niềm tin Hoàng chia sẻ với anh chị là dự án sẽ thay đổi từng ngày. Và khi mà những tiện ích lên như thể là Vincom này, Vinmec này, Vinschool này, rồi công viên trung tâm này, rồi chung cư này, rồi nhà ở xã hội này, thì khi đó anh chị mà quay lại đấy thì giá nó không còn như thế này đâu. Đấy một cái điều rất là chắc chắn. Ở đây có một quán gà rán anh chị nhá, căn góc san 17. San 17 này có lẽ là sôi động hơn này. 1 2 3 4. Anh chị có thể thấy không?
mới bàn giao thôi, nhưng mà chủ tư Vinhome trồng những cái cây rất là lớn và nó đã bắt đầu tỏa bóng từ đó nhiều rồi. Và nếu như anh chị hình dung khoảng 2-3 năm nữa thì cây cối cảnh quan nó sẽ như thế nào? Nếu nói về hạ tầng này, về hệ thống thoát nước, chiếu sáng thì Hoành nghĩ là không có gì phải chê, không có gì phải bàn cãi rồi. Chủ tư Vinhome rất là tuyệt vời rồi. Tuy nhiên nên có nhiều anh chị chia sẻ là cái mật độ xây dựng nó lớn, thì thực ra cái đó thì cũng không tránh khỏi được. Vì sao? Vì khi mà các cái đại tiện ích lớn như thế là công viên Royal Park này, công viên trung tâm Empire Park này, quảng trường Kinh đô Ánh sáng này, rồi rất nhiều các cái công viên bể bơi nội khu và từng phân khu nữa, thì khi đó thì các cái dãy thấp tầng nó phải sát lại, nên là anh chị nhìn trên cao có thể thấy mật độ nó cao một xíu. Dãy này tương đối đông anh chị ạ, những cái căn diện tích rất là nhỏ, 48 m², hoàn thiện theo tiêu chuẩn bàn giao chủ tư này, có rất nhiều căn đã về ở rồi. Và nghĩ đa số những căn này thì chắc chắn là chủ nhà cũng sẽ cho thuê. Đó, thì cũng đã bắt đầu có dòng tiền rồi. Đó, vừa rồi thì Hoành cùng anh chị chúng ta đã trải nghiệm gần hết các cái dãy liền kề shop house song lập của phần khu san hô này. Và đây là cái dãy cuối cùng. Có lẽ là thực tế là san hô mức độ hoàn thiện về ở đâu đó Hoành nghĩ là thấp hơn Trà Là và Sao Biển. Hoành nghĩ đâu đó khoảng độ dưới 5%. Và kể cả hiện nay ấy, nhìn thực tế công trường cũng không có nhiều căn hoàn thiện lắm. Không biết anh chị có thích phần khu san hô không? Anh chị có thể lại để lại comment ở bên dưới. Và nếu như chị quan tâm một sản phẩm tìm mua để ở hoặc đầu tư với thời điểm giá tốt như này tại Vinhome Park 2 ấy, anh chị đừng ngần ngại, hãy lên anh có số hotline trên màn hình. Hoành sẽ đưa anh chị đến tham quan thực tế và giới thiệu cho chị những căn có giá tốt nhất hiện nay. Xin chào, hẹn lại chị ở những video tiếp theo.